sáng rồi. Đi từ lúc sáng bửng tới giờ chắc chết quá. Đi đâu về đây? Anh đi mận. Mận cái gì? Mận ăn. Mận ăn gì từ lúc mặt trời mọc, bây giờ mặt trời sắp mọc lần nữa mới về hả? Thì anh đi mận ăn xong rồi anh ghé vô anh uống. Uống cái gì? Anh uống. Uống cái gì? Uống. Uống gì? Uống cà phê. Anh đi cà phê sao đầu hôm tối ôm mò về? Sao không ngồi luôn anh về chi mới 2 giờ sáng? Vô cà phê anh ngồi coi có hai tờ báo, anh quên mất rồi đâu hay tới giờ về nhà thăm em. Anh mê cà phê hay là mê mấy cô mặt đầm? Ai nói vậy? Anh mê cà phê ôm người ta mới say gần chết đó. Anh đi cà phê lo làm ăn với ông hàng xóm, anh đâu dám nhìn anh đâu có gì mà giờ em nghe. Tôi không tin. Nói ra làm sao em tin giùm anh, chú tư bên nhà cho theo mận ăn. Làm gì ai tin anh đi mận ăn đầu hôm tới giờ. Trời ơi, hãy tin lòng anh luôn luôn thủy chung sắc son, không phải yêu em mà thôi. Thật lòng yêu em sao đi cà phê? Thì giờ đây anh lo thả môi, anh lo kéo cài về nhà bên em. Sáng giờ làm gì? Sóng to thuyền anh không ra ngoài khơi, cá không ăn mồi anh đi cà phê. Về nhà em đây mong anh từng đêm cà phê tốn tiền. Hãy tin lòng anh luôn luôn thủy chung sắc son, không phải yêu em mà thôi. Thật lòng yêu em sao đi cà phê? Thì giờ đây anh lo thả môi, anh lo kéo cài.